Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ 6 phép Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình chấp trước các pháp, đó là chấp trước sắc, chấp trước thọ tưởng hành thức, chấp trước nhãn xứ, chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý xứ, chấp trước sắc xứ, chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chấp trước nhãn giới, chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý giới, chấp trước sắc giới, chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chấp trước nhãn thức giới, chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý thức giới, chấp trước nhãn xúc, chấp trước nhĩ tý thiệt thân ý xúc, chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chấp trước các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chấp trước địa giới, chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chấp trước tánh nhân duyên, chấp trước tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chấp trước vô minh, chấp trước hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, chấp trước ngã, chấp trước hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết cái thấy, chấp trước bố thí ba la mật đa, chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chấp trước pháp không nội, chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.